Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của kho hàng Thành Phước. Thì hôm nay em làm một cái video em giới thiệu sơ đến anh em là các dòng máy nén khí của Stanley. Đó, cái này là cái nó sử dụng cái công nghệ siêu cách âm luôn nha anh em. Rồi, thì trước tiên nè, em sẽ cho anh em coi trước cái đây là cái máy nén khí thông dụng nhất của anh em mình. Đó là nén khí Stanley. Cái này là cái bình áp của nó là 24 lít. Đó, cái bình áp của nó là 24 lít, cái công suất là 1.3 mhb, tức là 1.3 ngựa. Nó cái áp của nó là 8 kg nha mọi người. Nó đây là nó sử dụng cái động cơ không dầu. Đó, không dầu mà siêu cách âm. Đó. Bây giờ em nói sơ cho mọi người ở đây hiện tại nó có hai cái đồng hồ. Đó, hai cái đồng hồ, một cái van ra. Rồi, ok, thì bây giờ em sẽ cắm điện vô thử cho mọi người nghe thử cái độ êm của nó như thế nào nha. Rồi, cắm điện vô mở máy lên. Đó, mọi người thấy không, nó rất là êm, nó êm như tiếng máy lạnh chạy thôi. Đó, một trong những dòng nén khí mà êm nhất thế giới hiện tại bây giờ luôn. Đó, nó sử dụng cái công nghệ cách âm, nó rất là êm. Cho nên là nếu như mình ở chung cư rồi mình vẫn sử dụng được luôn nha anh em, rất là tốt luôn. Đó. Rồi, thì hiện tại á, cái bình 24 lít này á, là nó rất là thông dụng ở chỗ nó gọn nhẹ, nó dễ xài. Đó, với lại cái thứ hai á, là nó vừa với những anh em làm nghề cũng vừa luôn. Rồi á, nó sử dụng cái động cơ không dầu cho nên nó rất là êm. Nó thì hiện tại cái con mà 24 lít như vậy á, thì nó có thể sử dụng mình bắn đinh được nè, mình phun phích tô lê sơn được nè, rồi mình vệ sinh sạch đồ các thể loại luôn, rửa xe đồ cũng rất là ok, anh em sử dụng gia đình tuyệt vời luôn nha anh em. Đó, thì hiện tại cái con này cái giá của nó là 3 triệu 9 một cái máy Stanley như vậy. Đó, máy Stanley là của Mỹ nha anh em, mới 100%. Đó, nếu như khi anh em mua máy bên em á, thì em sẽ bán cho anh em thêm cái combo là gồm một cái dây. Đó, đây là cái dây Puma. Đó, dây rất là xịn Puma với là một cái vòi xịt nữa, chỉ 200k thôi nha anh em. Đó, một cái vòi xịt như vậy với dây Puma thêm là 200k nữa. Rồi, còn tiếp theo á, những anh em nào mà mình muốn nhỏ gọn hơn, nó mình không gian chật hẹp, muốn nhỏ gọn hơn, mình muốn một cái máy nó vừa nhỏ gọn, vừa đầy đủ những cái nhu cầu mình sử dụng và nó đẹp, gọn, công nghệ cao. Đó, thì đây, hiện tại ở đây em có là hai cái dòng Stanley mới như vậy. Đó, một cái dòng là sử dụng là cái bình áp là 6 lít, 8 kg và một ngựa. Cả hai cái con màu đen và màu vàng này á, thì cái công suất và cái hiệu quả nó như nhau. Nó cái con màu đen này là cái đời trước nó được hai cái đồng hồ, nhưng trái lại á, thì cái này nó chưa có cải tiến, cho nên là cái van xả nó nằm ở ngoài đây nó sẽ dễ bị gãy nếu như anh em mình mà vận chuyển đi cạ cấn gì đó. Còn bên đây thì nó đã cải tiến rồi, cái dòng sau này cái van nằm bên hông, cho nên là cái van nằm bên hông á, thì nó sẽ đỡ gãy hơn. Nó thì nói chung cái nào nó cũng rất là chất lượng hết, rất là êm luôn. Đó, thì cái công nghệ mới bây giờ nó rất là êm. Rồi em cầm thử cái con này vô cho anh em. Đó, em test thử con màu vàng đi. Nó là mới nhất hiện tại bây giờ. Đó. Đó, anh em thấy không? Khi mà mở, đây là cái công tắc on off nằm bên hông, khi mà mở lên nó chạy rất là êm, mình nói chuyện rất là bình thường luôn. Còn nếu như những cái máy nén khí khác đó là anh em nói chuyện nghe không được đâu. Đó, nó chạy như cái tiếng máy lạnh chạy thôi. Đó, cho nên nó rất là phù hợp với anh em mà sử dụng gia đình đồ để decor những cái không gian làm việc đồ nhỏ gọn đồ, thì nó rất là đẹp, cái màu vàng này nó rất là đẹp. Rồi, ok. Để rồi, đây là cái đồng hồ hiển thị áp nè. Đó, thì đại khái thì khi mà nó đầy áp thì tự động nó ngắt thôi. Rồi, ok, để em tắt đi, em nói cho anh em nghe cho rõ nè. Đó. Đó, thì cái này cái áp của nó là 8 kg luôn nha anh em, bình 6 lít một ngựa áp 8 kg. Thì cái áp 8 kg này á, là anh em có thể là mình bắn đinh cũng được nè, mình sơn cũng được nè, mình bơm xe cũng được nè. Đó, những cái chiếc xe mà ô tô bán tải, xe tải nhỏ đồ là mình bơm được luôn nha anh em. Đó, bởi vì cái áp 8 kg này là mình hầu như là được nhiều loại xe lắm. Đó, rồi thì hiện tại cái con mà màu đen như vậy giá của nó là 3 triệu 3. Đó, 3 triệu 3, cái này là đời trước 3 triệu 3. Còn cái con màu vàng là 3 triệu 2. Nó anh em thích cái màu nào thì anh em chọn để decor thôi. Hầu như là cả hai con này thì cái công suất và hiệu quả làm việc đều như nhau. Đó. Rồi, cái này là hàng mới, em bảo hành cho anh em 1 năm. Đó là anh em mua, nếu như anh em mua kèm sản phẩm á, mua cái bình mua cái nén khí này kèm với sản phẩm này, kèm với cái dây sạch và cái dây Puma và cái vòi sạch như vậy, thì giá nó chỉ là 200k nữa thôi. Em hỗ trợ cho anh em luôn.
Rồi, ok, em cảm ơn anh em đã xem video của em. Những anh em mới xem thì bấm giúp em nút like và nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video cũng như những cái sản phẩm mới về bên em. Rồi, em cảm ơn anh em và hẹn gặp lại các anh em trong mấy video sắp tới.